Việt Nam và Nga tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trong việc ướp giữ thi thể Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 5 tại Moscow. Đại sứ Việt Nam Đặng Minh Khôi ghi nhận sự hỗ trợ của các chuyên gia Nga đối với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc hợp tác bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo Thông tấn xã Việt Nam. Ông nói, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này nhiều chục năm qua là hết sức thành công. Hai nước ký thỏa thuận hợp tác trong việc ướp giữ thi thể Hồ Chí Minh từ năm 92 và đang thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025. Những năm qua, việc giữ gìn thi thể và duy trì hoạt động tại lăng Hồ Chí Minh đã gây ra nhiều tranh cãi trong công luận khi kinh phí vận hành quần thể này được cho là quá tốn kém và trái với nguyện vọng được thiêu xác của Hồ Chí Minh. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính thức khởi công hôm 2 tháng 9 năm 73, 4 năm sau khi ông qua đời, và được khánh thành ngày 29 tháng 8 năm 75. Kinh phí vận hành quần thể này không được công bố rõ ràng mỗi năm. Trong một vài năm hiếm hoi, số liệu dự toán ngân sách nhà nước do chính phủ công bố, ngân sách cho ban quản lý lăng trong năm 2016 là trên 318.000 tỷ đồng.